Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án airdrop đến từ cái sàn Postchester nhé. Đây là một cái kèo ăn chắc 100% luôn, nên là anh em đừng bỏ qua cái kèo này nhé. Thì ở cái kèo này thì mọi người đã sẽ có cơ hội nhận từ 3 cho đến 30.000, anh nhận từ 5.000 cho đến 30.000 token Twitter đó. Thì đây là một cái game NFT. Thì để tham gia vào cái dự án này, trước tiên thì mọi người cần có một cái tài khoản ở trên sàn Postchester. Đó thì đường link đăng ký cũng như video hướng dẫn KYC mình có để dưới phần mô tả nhé. Sau khi có được tài khoản rồi thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link airdrop và tiến hành thực hiện các nhiệm vụ ở trên cái biểu mẫu GiveLab này. Rồi sau khi bấm vào đường link thì nhiệm vụ đầu tiên là mọi người cần phải nhập UID của cái sàn Postchester này. Đó. Rồi, đầu tiên thì mọi người sẽ phải kết nối, tức là mọi người sẽ phải đăng nhập vào tài khoản này bằng cách bằng những cái phương tiện như Twitter, Facebook rồi vân vân nhé. Thì mình sẽ đăng nhập bằng Twitter. Rồi ở đây mình sẽ cấp phép này. Rồi sau khi đăng nhập xong thì nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ nhập cái UID của sàn Postchester. Thì mọi người sẽ quay trở về cái sàn Postchester cho mình. Rồi sau đó bấm vào góc hình đầu người đây này. Ở đây thì mọi người sẽ copy cái UID này hoặc là sẽ nhập bằng tay nhé. 52007, mọi người quay trở về biểu mẫu này. Rồi sẽ nhập cái UID vào đây. Chọn Submit. Tiếp tục follow Twitter. Rồi ở đây thì mọi người sẽ chọn theo dõi cho mình. Quay trở về. Chọn verify này. Tiếp theo là follow Puppy Butter này. Chọn theo dõi này. Rồi quay trở về. Verify. Tiếp tục retweet bài ghi và tag 3 người bạn. Mọi người chọn retweet này. Rồi chọn tweet lại, chọn like và bấm sang mục bình luận. Ở đây mọi người tag thêm 3 người bạn cho mình. Ok, quay trở về. Chọn verify. Tiếp tục join vào Discord. Mọi người kéo sang bên phải cho mình. Đây xem nào. Ok, quay trở về. Chọn verify. Tiếp theo follow và copy Twitter này. Rồi sau đó nhấn 2. Ok, quay trở lại. Chọn verify. Rồi sau đó join vào kênh Telegram. Chọn join này. Quay trở về. Tiếp tục thì mọi người sẽ gửi cho nó cái bức ảnh nhé. Thì ở đây cái bức ảnh mà mọi người đã tag 3 người bạn ở trên Twitter ấy. Đó thì mọi người sẽ vào Discord để gửi cho mình. Đó, thì bây giờ mọi người sẽ trở lại Twitter này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ quay về trang chủ của Twitter đi. Mở Twitter lên này. Rồi bấm vào ảnh đại diện, chọn hồ sơ, chọn tweet trả lời. Thì đây là cái bài mà người đã tag 3 người bạn nhé. Thì mọi người sẽ chụp lại cái bức ảnh này cho mình. Rồi sau đó vào Discord này.
Kéo sang phải mọi người sẽ tìm đến cái mục là Puppy Peter này. Mọi người bấm vào đây. Ở đây thì mọi người sẽ gửi cái bức ảnh chụp màn hình vào. Rồi ok. Quay trở lại với biểu mẫu. Mình thoát lại trang. Rồi mọi người bấm vào đây, sau đó là đánh chữ complete cho mình nhé. Rồi chọn submit. Và ở dưới này thì nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người tham gia vào dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.